trần như cái vải mà. Vâng. Thì bà bảo bây giờ chúng nó làm, bây giờ chúng nó toàn chuyển khoản, nhưng thực ra chúng nó có mấy khi chúng nó cầm tiền mặt đâu mà. Vâng. Thế ông nhà mình đi làm gì bà? Đi cắt cỏ bò ăn. Thế là ông bà là được hai cậu con trai đấy, không có cô nào, nhưng mà cũng không chưa cậu nào lấy vợ vơ. Nói chung là bọn con đi tiếp thị này gọi là một là để cho khách hàng người ta được đến tham quan, mới ủng hộ bên nhà mình cũng là cái lời mời. Hai là nói như là bên nhà con thì hàng họ thì chất lượng thì các ông công các bà cũng đến, gọi là chắc nếu người đã đến bên nhà con thì cứ này nhiều người ta cũng toàn đến là lấy. Vâng. Thì cái này nè, cái này bà, cái này thì bảo nói hay không thể nói được. Đấy. Vâng. Xong đâu lấy thì đi biết. Lấy đâu lấy. Giờ đâu còn mới đâu đâu. Đã là khác thì giờ nó phải còn. Vâng. Nói chung cái này bây giờ cũng chỉ bị lên mái rồi, còn đâu nữa mà. Chỉ bị ngói rồi. Ngói bên nhà con cũng có mà. Nhà con cũng cả ngói cả nghiếc. Thôi con xin phép bà con đi đây. Ừ. Nhà con cả ngói thiết bị vệ sinh. Ngói đó nó vào. Vâng. Còn đi rồi. Vâng. Vâng. Cả gạch ngói thiết bị vệ sinh tất tật bạn. Nhà con thì chả thiếu cái gì.